Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin dự báo thời tiết thủy văn tỉnh Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã trải qua một tuần với trời quang mây, tạnh ráo, đêm và sáng sớm se lạnh, còn ban ngày nắng hanh. Nguyên nhân là miền Bắc, trong đó có tỉnh Ninh Bình nằm sâu trong khối không khí lạnh khô với trường gió phân kỳ thổi từ mặt đất lên độ cao 1.500m. Sang đến ngày hôm nay đã không còn cảm giác lạnh nữa bởi nhiệt độ đã nhích lên đôi chút, cảm giác nóng hơn so với ngày hôm qua, nhất là vào trưa chiều. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định tháng 10, nhiệt độ cả nước phổ biến cao hơn 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Còn về tình trạng hanh khô sẽ tiếp tục kéo dài cho đến hết tuần này tại khu vực miền Bắc cũng như tỉnh Ninh Bình. Với nhiệt độ cao nhất ngày là khoảng 31 đến 34 độ C, nhiệt độ ban đêm là khoảng 23 đến 26 độ, độ ẩm trong không khí phổ biến ở mức 45 đến 50%. Dự báo khu vực tỉnh Ninh Bình đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, nhiệt độ tăng dần và sẽ cao hơn từ 2 đến 3 độ so với hôm nay. Cao nhất là từ 32 đến 33 độ C, nắng mạnh nhất vào buổi trưa. Thông tin cụ thể về thời tiết các khu vực trong tỉnh như sau. Khu vực huyện Nho Quan, Gia Viễn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng hanh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C, độ ẩm từ 45 đến 94%, gió đông bắc cấp 1, cấp 2. Vùng núi Cao Quốc Phương từ 22 đến 32 độ C, độ ẩm từ 45 đến 94%. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng hanh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C, độ ẩm từ 45 đến 94%, gió đông bắc cấp 1, cấp 2. Khu vực huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C, độ ẩm từ 58 đến 88%. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 1, cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C, độ ẩm từ 46 đến 80%. Phần cuối là thông tin dự báo thủy văn tỉnh Ninh Bình. Thủy triều trung bình, mực nước trên sông Hoàng Long, sông đáy biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Dự báo mực nước cao nhất trên các sông trong đêm nay và ngày mai như sau. Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,3 đến 1,5 m, thấp hơn mức báo động 1 từ 1,5 đến 1,7 m. Trên sông đáy tại Ninh Bình ở mức 1,4 đến 1,6 m, thấp hơn mức báo động 1 từ 0,9 đến 1,1 m. Thông tin dự báo thời tiết thủy văn tỉnh Ninh Bình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.